Series thử lại những món skincare mà thời học sinh đã từng dùng. Cái thời cấp 2, cấp 3 của tôi đâu có mấy cửa hàng 30 phẩm như bây giờ. Cứ canh mày đi siêu thị đi ké rồi xin mua thôi. Đây là một cái chiếc brand của sàn đầu tiên của tao Oxy. Ê bây giờ Oxy nó ra rất là nhiều kem rửa mặt luôn á. Dòng người mụn sáng da nè, dòng giảm mụn đồng đen nè. Cái của mình là da dòng mụn cho nên để bắt đầu cái series này mình sẽ thử cái này trước nha. Tại vì cái thông tin đằng sau á mình đọc được thì nó rất là hợp với da dòng mụn luôn. Tôi chọn cái dòng rửa mặt xanh lá này là tại vì trên bao bì nó ghi là hợp với da dòng mụn. Em này có cái mùi thơm nhẹ nhẹ, mùi trầm trà khá là relax. Chất dạng kem tạo bọt mịn, cảm giác ma sát trên da rất là dễ chịu êm ái luôn. Skin feel với tôi là 9 điểm trên 10 đó. Về thành phần tôi thấy là có khá nhiều hoạt chất hỗ trợ cho da mụn. Có trầm trà, trà xanh, BHA luôn. Nói chung là khúc này là thấy ổn đó. Sau khi rửa sạch thì cảm giác trên da vẫn còn độ ẩm nhất định và không bị khô căng. Đồng thời thì mình cũng test độ pH thì nó cho kết quả là 5-6 cho nên là an toàn nha. Phải công nhận là dòng làm sạch của Oxy đã thay đổi rất nhiều so với trước. Đa dạng sản phẩm phù hợp với nhiều loại da khác nhau. Đặc biệt với cái dòng tôi vừa trải nghiệm tôi thấy rất là ổn luôn. Mà giá vẫn rẻ như ngày nào nha trời. Rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp tới cái tiếp chấm mụn Oxy. Nó gom còi mụn rất tốt tại vì nó có benzoyl peroxide. Nó sẽ phù hợp với mụn viêm, mụn cứng đầu và đặc biệt là mụn trứng cá. Giá rất là học sinh sinh viên và dễ tìm mua những nhà thuốc lớn nhỏ luôn. Cách sử dụng thì mình dùng tăm bông để lấy sản phẩm cho vệ sinh sau đó chấm trực tiếp vào nút mụn. Sau khoảng 3-5 ngày tùy da thì mụn sẽ gom còn và khô lại. Tuy nhiên vùng da có dùng sản phẩm sẽ có hiện tượng hơi khô và bong da nhẹ. Đây là hiện tượng bình thường và có thể sử dụng kem dưỡng trước đó để hạn chế tình trạng này nha. Trải nghiệm cá nhân thì ai mới bắt đầu nên sử dụng Oxy 5 trước vì nồng độ của em này là 5% benzoyl peroxide và khi da đã quen rồi thì mình có thể sử dụng Oxy 10. Tổng quan thì Oxy của thời điểm hiện tại khác rất là xa so với thời tôi còn là học sinh. Hãng đã cải tiến về chất lượng sản phẩm cũng như là đa dạng những cái dòng sản phẩm hơn và đa dạng điểm bán hơn. Bạn nào mà có túi tiền học sinh sinh viên hoặc là mấy ông nam mà hay nghe tới là những sản phẩm dành cho nam tại rửa mạnh lắm dễ thích ứng đồ đó thì yên tâm có thể cân nhắc trải nghiệm thử Oxy ha.